Hello và xin chào tất cả mọi người, những cái đã quen, những cái sắp bên mà những cái đã bao giờ quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Chilo và chào lại tôi sau đây. Ok, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Bắt Cuộc Kể Chuyện. Một cái series mà mình đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Và mình cũng xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì mình đã từng hứa với các bạn là mình sẽ làm lại cái series này ở trong Minecraft với cái tần suất đều đặn hơn. Và tôi quên nó tới tận bây giờ luôn. Thì chắc là sắp tới, nếu như mà có thời gian rảnh thì tôi sẽ lọc lại những cái bình luận, có những cái câu hỏi hay, ý nghĩa, những cái tâm sự sâu sắc để mình có thể làm tiếp cái series này. Và để có thể làm được điều đó thì mình cũng cần các bạn giúp sức một phần. Nếu bạn nào có bất kỳ những cái câu hỏi, những cái tâm sự hay những cái comment nào mà các bạn cảm thấy khó giải bày, khó có thể gọi là chia sẻ ra ngoài, thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới. Các bạn có thể ẩn danh, các bạn có thể dùng một cái kênh YouTube nào đó mà không ai biết các bạn là ai, và các bạn hãy comment ở bên dưới những cái điều mà các bạn khó nói ra, các bạn chia sẻ với cộng đồng những người ủng hộ Siro, hoặc nói ngắn gọn là chia sẻ với Siro. Thì Rô không phải là một người nào đó gọi là lớn tuổi, trải đời gì cả, nhưng mà ít ra cái kinh nghiệm của Rô sau khi mà đi làm, sau khi gọi là ra ngoài đời thì nó cũng được khá khá, thì sẽ nằm ở trong cái tầm hiểu biết của Rô. Rô sẽ cố gắng đưa cho các bạn những cái lời khuyên tốt nhất mà Rô có thể. Rô không chắc là những cái lời khuyên đó sẽ giúp được cho các bạn đỡ hơn, nhưng mà Rô sẽ cố gắng, ok. Rồi, và ngày hôm nay thì Rô làm cái video này là bởi vì đã có những cái vấn đề diễn ra xung quanh cuộc sống của mình trong những ngày vừa qua. Nó không ảnh hưởng nhiều đến đời tư cá nhân của mình, nhưng riêng về một người nằm trên cương vị là hay đi đọc comment dạo của fan và anti, mình đọc cả comment của anti fan nha, thì mình cảm thấy là có một số cái thì mình sai thật. Và khi mà mình sai thì mình không thể nào chọn cách im lặng được, mà mình phải nói để cho các bạn hiểu, cũng như là nói để... Nếu như mà bảo là nói đi xin lỗi thì nó hơi kỳ, nhưng mà nói chung là để cho các bạn hiểu hơn về mình. Và trong cái video ngày hôm nay mình sẽ gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, bởi vì có những bạn đã vướng vào cái vụ việc của mình trong những ngày vừa qua, thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay mình làm cái video này để nói cho các bạn hiểu hơn về cái suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua, và cái suy nghĩ của mình khi mà mình làm những cái đấy. Ok, rồi thì đầu tiên thì con map này thì là một map bắt cua khá là hay. Thì bạn nào muốn tải thì các bạn có thể xuống cái phần mô tả hoặc cái phần bình luận mình ghi bên dưới nha. Ở trong con map này thì bạn chủ map cũng chia sẻ khá là nhiều map hay luôn anh em, mà chắc tôi sẽ lấy những con map này để làm video bắt cua kể chuyện. Minecraft cái việc khó nhất không phải là câu hỏi với là việc khó thứ hai thôi. Bắt cua kể chuyện cái việc khó là tìm kiếm map để bắt cua đó các bạn. Ok, rồi đến với vấn đề đầu tiên thì có lẽ là vấn đề mà được các bạn nhắc nhiều nhất ở trong thời gian vừa qua, đó là về content, mà cụ thể hơn là về content Manhunt, và đặc biệt nhất là cái video tranh giành chiếc đĩa của mình up ở trên kênh của mình. Thì khi mà mình làm những cái video Manhunt ấy, có rất là nhiều bạn vào kênh của mình ủng hộ. Thì mình rất là vui về điều đấy. Và cũng có rất là nhiều bạn vào và bảo là ôi thằng này ăn cắp chất xám của Dream cái thứ. Và mình cũng không cảm thấy buồn vì điều đấy, bởi vì bản thân mình biết được rằng phải có những bạn như thế, các bạn phải chửi cho cái mặt của tôi như thế, thì tôi mới biết được cái sai của tôi ở đâu, và tôi mới biết là mình cần sửa ở chỗ nào. Những cái video đấy thì bây giờ mình đã lỡ đăng lên rồi, các bạn kêu mình xóa thì mình cũng không xóa, không thể xóa được. Tại vì nếu như mình xóa thì ảnh hưởng tới kênh của mình rất là nhiều. Âm ra là mình chỉ có thể làm cái video này để nói cho các bạn biết về những cái mà mình đã suy nghĩ mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết những cái suy nghĩ của mình khi mà mình làm những màn hình là như thế nào nhé. Thì đầu tiên ấy, cái màn hình này mình đã muốn làm từ rất là lâu rồi, chắc khoảng 1 năm hay là hơn 1 năm trước rồi. Mình đã rất muốn làm, nhưng mà mình sợ một cái đó chính là giống hiện tại các bạn bảo là ôi thằng này bắt chước content người khác rồi thế này thế nọ hay là thấy chai. Và một cái nữa mình sợ đó chính là mình không có kỹ năng nhiều, cái kỹ năng của mình rất là ít, và mình làm mình sợ là các bạn sẽ kiểu thằng này không có kỹ năng mà bày đặt manh hơn cái thứ. Thì thật sự mình rất sợ những cái đấy. Nhưng mà sau 1 năm mình theo dõi Dream cũng như là 1 năm mình theo dõi những youtuber làm về manh hơn ấy, thì mình thấy những youtuber làm về manh hơn rất là nhiều, và đặc biệt là nước ngoài, và cộng đồng bên nước ngoài họ kiểu phản ứng kiểu rất là thích những cái đấy. Cũng như là khi mà họ làm đấy, có một số youtuber tôi để nhé, có một số youtuber họ còn cheat, họ lấy đồ, họ kiểu như là họ cheat đi, họ chơi ấy, với cả là họ làm đủ trò hết, nhưng mà bên kia họ vẫn for fun, ok. Và tôi nghĩ là chắc cái này chỉ là một cái thể loại game, một cái thể loại ở trong Minecraft để mọi người có thể là so trình độ với nhau mà thôi, để học tập trình độ với nhau mà thôi. Thế là tôi bắt đầu tôi làm manh hình là những cái video gần đây của tôi. Và khi mà tôi làm ấy thì càng làm thì nó càng cuốn các bạn ạ, càng làm nó càng cuốn, tôi không hiểu sao. Những cái video manh hình ấy tôi làm xong tôi cảm thấy
cái này chạy vui quá ta. Cái này chạy kiểu cảm giác nó hồi hộp. Các bạn nào đã từng thử chơi manh hơn với bạn bè rồi thì các bạn sẽ biết là cái thể loại này rất là cuốn. Nó hồi hộp cực kỳ và chơi cực kỳ thích luôn. Không những là những người xem YouTuber mà những người gọi là chơi, ngay cả tôi và những người dí tôi, họ cũng thích. Nguyên Hero Team đều thích manh hơn tại vì chơi cái này họ được lên trình. Thật sự là từ khi chơi manh hơn thì tôi bắt đầu biết được nhiều cái mẹo hơn, và Hero Team cũng thế trong Minecraft. Và bắt đầu từ đấy thì tôi tự nhiên bị lặm anh em, tôi bị lặm. Tôi quay manh hơn nhiều quá, tôi cũng không biết là tôi làm gì cho cuộc đời trên cái kênh YouTube của mình nữa. Cứ mỗi sáng thức dậy là điều đầu tiên mình á, manh hơn đi mọi người ơi. Tại vì căn bản là không phải là do mình không nghĩ ra được cái gì mới mình quay, mà là do là kiểu nó cuốn quá các bạn. Nó quá cuốn. Thật sự nó quá cuốn, thế là mình lại tiếp tục mình quay. Lại tiếp tục quay manh hơn, và cứ mỗi ngày dậy là lại quay manh hơn. Mà cứ một ngày quay thì trình độ lại càng tăng. Mà trình độ tăng thì cái điều mình muốn là gì? Khoe trình. Ôi, mặc dù mình không có trình nhưng mà các bạn hiểu không? Cái cảm giác mà một thằng nó không biết chơi, nó kiểu nó đang gà ấy. Xong rồi tự nhiên cái một ngày cứ nó rồ lên đột xuất. Ôi, kiểu muốn khoe trình các bạn. Đó lý do tại sao mấy bữa nay các bạn thấy mình đăng manh hơn nhiều vãi nồi nha. Và đỉnh điểm nhất là cái video mà về chiếc đĩa. Thì có nhiều bạn bảo là video chiếc đĩa này thì bên Dream là một cái huyền thoại rồi. Mình lấy như vậy là một cái gọi là sao ta, ăn cắp chiếc xám. Thì thật sự á là mình xin lỗi các bạn, cái đấy là mình sai, thật sự là mình rất là sai. Thứ nhất ấy, là mình chưa có suy nghĩ kỹ trước khi mình làm cái video đấy. Thật ra cái mục đích lúc mà mình làm cái video đấy á, là đầu tiên là mình chỉ muốn làm một cái video manh hơn thôi. Xong rồi cái mình nhìn lại kênh của mình ấy, mấy bữa nay mình làm manh hơn nhiều quá ta, làm manh hơn nhiều như vậy, xong rồi nó không có cái gì mới hết, mấy bạn viewer chán hay sao? Tại vì căn bản là lúc đầu tôi làm cái video manh hơn, tôi quay những cái video đó là để thỏa mãn cái đam mê của mình á, cái đam mê được chạy và bị dí á các bạn. Em ra là mình cứ quay vì bản thân mình. Và sau đó thì tôi tự nhiên trong một khoảng khắc tôi chợt nhìn lại đó, mình quay vì bản thân mình nhiều quá, giờ mấy bạn kiểu trên cộng đồng của mình sao ta, mấy bạn có chán không nhỉ? Thế là tôi quyết định tôi đổi mới một chút, tôi muốn làm một cái gì đó kiểu nó ganh đua, nó có một cái tính chất gọi là nó gay cấn hơn. Thế là sẽ làm một cái video về cái việc tranh giành, tức là mình sẽ đặt một cái món đồ đó là mình tranh giành. Và thật sự thì cái chiếc đĩa, cái đĩa, cái cuộc chiến về chiếc đĩa của Dream, tôi có biết, tôi bởi vì tôi biết tôi mới lấy cái đĩa đó để tôi làm, không phải là với mục đích bú thêm. Mà thật sự tôi rất là sợ, các bạn hiểu không? Nếu như mà khi mà tôi làm đụng với ai đó, hoặc là đặc biệt là những người YouTuber lớn, thì tôi rất là sợ. Sợ cái cảm giác giống như bây giờ này, sợ các bạn nói giống như bây giờ. Nhưng mà lúc đó tôi không suy nghĩ là cái đĩa là của Dream. Tại vì lúc đấy kiểu như mình bị lậm các bạn. Kiểu như là cái người mà đưa tôi đến với cái Dream SMB, đó chính là Simmy. Simmy giới thiệu cho mình cái video của Dream SMB và nói kể cho mình nghe về cuộc chiến của những chiếc đĩa. Mình nghe mình khá là cuốn. Thì cái câu chuyện đó mình nghe trước đây hình như là khoảng 3-4 tuần gì đó trước khi mình làm cái video về cái chiếc đĩa vài ngày trước. Thì sau khi mình nghe thì mình cũng có tìm hiểu và mình cũng có coi những cái video animation, những cái video về fanmade, về Dream, mà mình cũng thấy wow, thật sự là họ tạo dựng một câu chuyện chỉ ở trong một cái thế giới sinh tồn. Quá hay. Và tôi rất là thích. Và thế là mình đã quên cái câu chuyện đó rồi. Tức là mình đã, sau khi mình theo dõi hết một cái series của cái câu chuyện về chiếc đĩa của Dream rồi, thì mình dừng, tức là bẵng đi tầm khoảng 2-3 tuần sau gì đấy. Thì tôi bắt đầu tôi làm manh hơn. Và sau khi làm manh hơn xong thì đến với cái công đoạn là tôi làm video về tranh giành một thứ gì đó. Và tự nhiên cái thứ đầu tiên hiện ra trong đầu của tôi là cái đĩa. Anh em không, là cái đĩa. Và tôi kiểu cái đĩa này mình làm chắc sẽ bị chửi đây. Nhưng mà tôi không nhớ là mình bị chửi vì vấn đề gì, mình sẽ bị chửi vì vấn đề gì. Và cho đến gần đây các bạn nói là cái đĩa là cái câu chuyện huyền thoại của Dream, thì tôi mới bất giác tôi nhớ lại. Cái đĩa này là cái đĩa của Dream. Cái câu chuyện về cái việc tranh giành cái đĩa này là của Dream. Thì tôi bắt đầu thôi chết rồi, mình làm thế là đụng rồi, chứ làm vậy là bậy rồi, tôi sai rồi, làm vậy không được. Thế là bắt đầu tôi mới có một cái bài đăng ở trên YouTube, trên cái tab cộng đồng của tôi, cũng như là trên cái Facebook của bộ tộc sói này, cộng đồng fan của tôi này, với cả là những cái gọi là cái gì ta, người ta gọi là gì ta, tab cộng đồng YouTube đấy, thì tôi đăng để tôi nói rõ ra một chút. Thì
tôi cảm giác như là chết tôi rồi, như này là xong rồi. Thì cái video đấy nó vẫn còn ở đấy, các bạn có thể qua đấy. Tôi không câu view nha, nói chung là đừng qua xem, nhầm rồi không, quen mồm sorry các bạn. Thì thật sự là cái video đấy nó vẫn ở đấy, và tôi, nếu như các bạn bây giờ các bạn muốn tôi xóa thì thật sự rất là khó. Bởi vì nếu các bạn làm YouTube đó thì các bạn sẽ biết được là YouTube nó có một cái liên quan đến cái thuật toán nữa. Còn nếu bây giờ mà mình xóa thì nó sẽ ảnh hưởng đến kênh của mình rất là nhiều. Và mình phải nói thẳng ra, thứ nhất là mình làm cái YouTube này là đầu tiên là vì đam mê, và thứ hai là vì mưu sinh nuôi sống bản thân của mình mà thôi. Nếu như mà kênh của mình bị cái gì đấy thì thật sự là tôi cũng không biết tôi phải xử lý như nào luôn. Đâm ra là bây giờ mà các bạn kêu tôi xóa cái video đấy thì tôi không biết phải xử lý như nào. Và các bạn thông cảm cho Rô về vấn đề đấy. Thì còn rồi còn những bạn nào mà không thông cảm được cho Rô thì Rô cũng trả trách các bạn, bởi vì các bạn là cái này là mình sai, nên là mình nhận. Ok, cái này mình sai. Và sau cái trận chiến cái đĩa đấy thì thật ra sau cái trận chiến cái đĩa đấy tôi vẫn chưa biết đâu, tôi vẫn chưa biết là mình làm giống đâu. Mà bẵng đi tầm khoảng vài ngày, tức là đến tận ngày hôm nay, hay ngày hôm nay cái lúc mà tôi đang quay cái video này, thì tôi mới biết được là có một bạn up bài vô trong cái group bộ tộc sói của tôi và nói, thì tôi mới biết. Thì thật sự là mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì nếu như mà không có bạn thì tôi cũng không nhớ đến là cái đĩa đó là của Dream. Tại vì các bạn là mình đọc quá lâu rồi, mình nhớ mang máng ở trong đầu mình. Cái này mình quên không phải là bởi vì Dream làm không hay, mà mình quên là bởi vì dạo đây công việc của mình rất là nhiều. Nói ra cho các bạn đỡ hiểu nhầm, bởi vì công việc dạo đây của mình rất là nhiều, mình đang nhận khá là nhiều job. Thì không phải tự nhiên mà mình drop cái series zombie đâu các bạn ạ. Cái series zombie mình đang có một cái cốt truyện khá là dài cho nó luôn. Mình đang có một cái cốt truyện mà mình có hẳn cái thằng chùm cuối cho cái series luôn, mình vẽ, mình viết kịch bản hết cho tập cuối luôn rồi. Nhưng mà không phải tự nhiên mà mình drop đâu các bạn, một cái series cực kỳ tâm huyết mà tự nhiên, đâu phải tự nhiên ai muốn drop đâu đúng không? Mà là do dạo đây mình khá là nhiều công việc. Thứ nhất là về công việc bên kênh chính này, công việc bên kênh Free Fire này, rồi công việc của những cái nhãn hàng người ta giao xuống nữa. Đâm ra là nhiều việc nó đè nặng lên vai lắm. Đâm ra là mình không thể nào mà mình làm hết được. Và cũng chính vì những cái công việc nhiều như vậy, đâm ra là có một số thứ mình quên, hoặc là mình không nhớ rõ, bởi vì cái đầu óc của mình bây giờ chỉ tập trung 100% làm sao để hoàn thành công việc cho người ta thôi. Tại vì mình cũng là con người mà các bạn, mình cũng cần gọi là có cái này cái kia để mình sống mà, đúng không? Bây giờ mình không làm thì làm sao mình sống được? Thế là mình trong một giây phút mình quên. Ok, thật sự là mình đến bây giờ mình cảm thấy cực kỳ có lỗi luôn. Tại vì có thể lúc mà mình nói ra đây sẽ có rất là nhiều bạn vào và bảo là có lỗi là nghỉ YouTube đi, thì thật sự là mình cũng buồn á. Có nhiều bạn bảo là mình không buồn đâu, nhưng mà cũng buồn á, thật sự cũng buồn, rất rất buồn ở đằng khác. Nhưng mà mình, các bạn thấy mình đang cười ở đây, đang quay video vui tươi như thế này, đăng những cái status kiểu nó căng đét, nó kiểu nhí nhố cái thứ. Nhưng mà đấy là công việc của mình, mình không thể nào mà đem cái sự tiêu cực của mình đến với các bạn khán giả của mình được. Và đó là cái tâm ngôn sống của mình. Mình buồn không có nghĩa là mình được phép đem cái chuyện buồn đó của mình đến với các bạn khán giả. Chỉ khi nào mà gọi là nó quá lắm, hoặc là kiểu mình thực sự sai, thì mình sẽ lên tiếng, mình xin lỗi. Còn nếu như mà mình buồn chỉ vì những cái vấn đề mà ảnh hưởng của mình, và mình khiến nó ảnh hưởng đến những người khác nữa, thì thật sự là không tốt. Và tôi cũng không muốn cái điều đấy. Và tôi cũng không muốn những bạn khán giả của mình phải bị quấn vào trong cái vòng xoáy là thằng Rô bị chửi thì mình phải lên tiếng. Từ đó đến giờ mình luôn nói với các bạn rồi, những cái câu chuyện của mình, những cái vấn đề xoay quanh mình hãy để mình giải quyết. Các bạn đừng có kiểu lên và sau đó chửi lại những người chửi mình. No, đừng. Họ anti mình cũng có lý do. Có thể là do họ không thích mình, họ có thể là do mình làm sai cái gì đấy thì họ anti mình, nhưng họ có cái lý của họ hết. Nên mà là các bạn đừng thay mình làm bất cứ thứ gì cả. Hãy để cho mình tự giải quyết, hãy để cho mình tự làm chủ cuộc sống của mình. Ok. Thật sự thì idol sai và fan bên thì đó là một cái lẽ khá là bình thường. Tại vì khi mà các bạn đã xem ai đó là idol rồi thì các bạn sẽ kiểu bạn luôn đúng, bạn là số 1, là như vậy. Và các bạn thương idol các bạn mình biết, nhưng mà không có nghĩa là idol các bạn sai một cách rõ ràng rồi các bạn lại vào các bạn bên và các bạn chửi những người khác một cách thậm tệ như thế. Thật ra mình không khuyến khích các bạn ủng hộ mình làm những cái điều đấy nha. Mình không hề khuyến khích luôn, và mình nói thẳng là mình không thích các bạn làm những cái điều đấy. Bởi vì thứ nhất là các bạn làm những điều đấy nó ảnh hưởng đến các bạn này. Người ta vào, người ta nói nặng lời với các bạn sẽ buồn. Các bạn đừng bảo là các bạn không buồn. Tôi biết các bạn khi mà các bạn nói những câu đó mà bị ai chửi lại, các bạn buồn lắm.
Tại vì tôi cũng là một trong những cái thằng đã từng như thế rồi. Các bạn buồn dám mang con ngang. Và thứ hai là tôi nhìn vào những cái bình luận đấy đến từ cộng đồng, những người ủng hộ mình, tôi cũng không thấy vui. Tại vì tôi cảm thấy là mình xấu hổ nhiều hơn. Tại vì mình sai mà tự nhiên có người bên mình. Vậy hóa ra là cả đám sai hả? Không được, một mình tôi sai được rồi. Còn nếu các bạn muốn bên tôi á, các bạn đừng đi chửi người ta. Các bạn chỉ cần, các bạn chỉ cần nói kiểu ở trong kênh của mình và xem video và kiểu comment một cách tích cực lên. Đừng có kiểu gọi là anh yên tâm đi, anh sai thì bọn em vẫn luôn bên anh. Mình rất vui bởi vì luôn có các bạn ở bên mình. Nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng ở bên mình được. Bởi vì mình biết một cái quy luật đó chính là ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ có những câu chuyện, cũng có một cuộc đời riêng của mình. Có thể bây giờ tôi đang làm vai chính trong cuộc đời của mình, nhưng mà đối với các bạn tôi chỉ là vai phụ mà thôi. Tôi chỉ là một cái gì đó lướt qua cho cái cuộc sống của các bạn nó thêm màu, muôn màu, muôn vẻ mà thôi. Tôi không có thể nào mà gọi là làm thần tượng của các bạn cả đời được. Đến một lúc nào đó các bạn lớn lên, các bạn quay qua, các bạn sẽ bảo, các bạn sẽ cảm thấy, không phải bảo, các bạn sẽ cảm thấy những cái thứ mà tôi làm hiện tại nó cảm thấy nó trẻ con, nó mang một cái hướng là nó nhí nhố, các bạn không có thích nữa. Cái đó tôi cũng không trách các bạn, bởi vì ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Đến cả tôi cũng thế, tôi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có điều là ít hay nhiều và thay đổi theo hướng như thế nào mà thôi. Nên là nếu sau này mà lỡ như nhá, các bạn không còn coi tôi nữa thì cũng đừng có nói những cái lời nặng quá. Bởi vì á, cái chữ mà gọi là mình từng là fan của bạn nghe có vẻ khá là bình thường, nhưng mà đọc vào có những người họ sẽ bảo là ơi cái đấy bình thường mà. Nhưng mà ai bảo họ không buồn? Có buồn ý. Rất buồn luôn. Nếu đã từng xem nhau là idol, là thần tượng, là một cái gì đấy từng lướt qua đời nhau, thì mình mong là các bạn có thể giữ nguyên những cái góc nhìn tốt đẹp về nhau. Chứ đừng có kiểu nghe những cái lời nói bên ngoài, xong rồi nghe những cái kiểu những con người người ta kiểu ghét bọn mình, xong rồi người ta nói này nói nọ, rồi các bạn là quay qua các bạn chửi và dùng cái từ là tôi từng là idol của team này nè. Nghe nó buồn đó các bạn, nghe nó buồn đó, thật sự buồn đó. Không những tôi buồn đâu mà nhiều người khác còn buồn đó. Buồn thật sự, rất buồn luôn. Đâm ra là... Ủa nãy giờ mình nói câu chuyện gì nha. Quay lại với câu chuyện chính nha. Thì về cái vấn đề về manhunt thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không hiểu, thật sự là mình... Cái là mình không hiểu thật. Bên nước ngoài người ta làm rất là nhiều. Và thậm chí là mình cảm thấy là khi mà mình làm manhunt ấy, mình vui. Mình tìm lại được cái đam mê của mình ở trong Minecraft. Thật sự là hồi trước mình rất là thích bắt cua Minecraft, nhưng mà bẵng đi một thời gian khi mà công việc đè nặng trên đôi vai của mình quá là nhiều rồi. Mình làm quá nhiều thứ rồi, mình bị stress, mình bị căng thẳng, mình bị đủ thứ tùm lum tùm lưa hết. Thì mình quên mất là cái đam mê của mình ngày trước là mình thích bắt cua. Mình thích những cái gì đấy nó kỹ năng, mình quên mất. Bây giờ các bạn coi trên kênh của mình có một đợt mình làm roleplay rất là nhiều. Cực kỳ nhiều roleplay luôn. Và từ cái đợt mà manhunt, từ cái đợt manhunt xong, các bạn thấy tôi làm lại những cái video kỹ năng nhiều, nhiều lắm không? Ủa, rất là nhiều luôn. Là bởi vì từ lúc mà tôi làm manhunt ấy thì tôi cảm nhận được là đúng rồi, mình thích cái này. Tôi thích cái này. Và tôi cũng cảm nhận được là các bạn xem trên kênh của tôi, những viewer cũ hoặc thậm chí là những viewer mới, những khán giả mới, họ cũng thích những điều này. Và thứ họ thích nữa là họ thích con người của tôi. Họ thích cái cách tôi bình luận, họ thích cái cách tôi nói chuyện, họ thích cái cách tôi pha hài. Chứ không phải là họ thích một cái thằng pro ở trong một cái vở roleplay. Roleplay thì tôi có lẽ là tôi sẽ lâu tôi sẽ làm roleplay. Tại vì á, các bạn hiểu như thế này nè, làm mini game hoài bị chết ý tưởng. Không có mini game nào để làm nữa. Thì mình phải chuyển qua một cái hướng là mình vẽ một cái câu chuyện nào đấy, nó có ý nghĩa, nó có tính nhân văn. Và sau đó mình quay để cho các bạn gọi là cùng xem. Thì như thế thì nó sẽ dễ hơn. Thật sự là đến cái lúc mà tôi qua Minecraft, tôi quay về roleplay, tôi quay về những cái câu chuyện, thì tôi mới bắt đầu thấy được là cái cách quay nó khác nhau, nhưng mà về tổng thể thì nó lại giống nhau. Bởi vì các bạn, nó vẫn là một video như thế, nó vẫn là một video về con game đó. Chỉ khác một cái là một video thì mình sẽ ngồi mình tương tác với các bạn,
còn một video thì mình sẽ quay, nhưng nó lại mang hướng một cái câu chuyện để cho các bạn nghe, các bạn xem và các bạn ngẫm. Đấy, thường thì khi mà các bạn coi những cái video replay của mình thì các bạn sẽ thấy là ok, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ mang một cái ý nghĩa nào đấy, chứ mình không phải làm replay không chơi chơi vui vui đâu. Các bạn coi kỹ lại, các bạn coi chính xác lại thì nó sẽ mang một cái ý nghĩa gì đấy, hoặc là nó có một cái sự liên quan gì đấy đến với những cái video sau, tiếp sau của mình. Và thường khi mà mình làm replay mình sẽ làm theo chuỗi không à, và mình đầu tư chất xám rất là nhiều vào những cái replay đấy. Nhưng mà sở thích thực sự của mình thì vẫn là kỹ năng. Tâm ra là mình làm manh hơn nhiều quá rồi. Và mình làm không phải là bởi vì nó có view mình làm đâu. Các bạn thấy những cái video manh hơn của mình dạo qua đã bị tuột xuống cho so với nhiều lần trước chưa? Nhưng mà mình vẫn làm không phải là bởi vì đủ fame hay là view gì cả, mà kiểu nó giống như cái nó bị ghiền các bạn, nó bị nghiện các bạn hiểu không? Mình chơi xong, mình làm xong, mình quay xong, mình chạy đã vô xong mình chợt nhận ra là sao chết nhanh quá ta, lần sau mình phải cố gắng mình sống sót lâu hơn nữa. Tại vì những video manh hơn của tôi chưa có video nào mà tôi thắng hết á. Tại vì cái kỹ năng của mình kém quá. Không phải là mình tự nhủ là mình phải chơi hay hơn nữa, mình phải viết pro hơn nữa, mình phải luyện trình cho nó gọi là tay to hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mấy bữa nay tôi toàn manh hơn luôn. Tại vì cứ mỗi sáng thức giấc là tôi lại nhớ tới video manh hơn ngày hôm qua mình bị thua, xong rồi lại tiếp tục làm. Và làm xong thật sự thì làm nhiều manh hơn quá nó cũng là hại chứ không phải là tốt đâu các bạn. Tại vì làm một content hoài thì kênh của mình đi xuống, nó không có tính sáng tạo. Năm nay sắp tới thì tôi nghĩ là tôi sẽ làm nhiều cái hay hơn. Và còn một cái nữa, đó chính là về cái video mấy ngày trước nữa, không biết mấy ngày trước hôm qua gì đấy, một cái video mà sinh tồn với nhà đời ấy. Nhiều bạn bảo là ui go ăn cắp chất xám của Dream. Thực sự là cái đấy thì tôi không nhận lỗi cái đấy nha. Tôi không nhận lỗi đấy nha, cái đấy tôi không sai nha. Tại vì á, cái mà login mà Dream chia sẻ ở trên Patreon, tôi bỏ tiền ra tôi mua. Và thậm chí đó chỉ là một cái world sinh tồn mà để coi là mình trải nghiệm một cảm giác sinh tồn với địa ngục như thế nào thôi. Mấy ông vẫn vào mà mấy ông kiểu bảo tôi ăn cắp chất xám. Và thậm chí là cái video của tôi và Dream cũng khác nhau nữa. À nhưng mà có một cái mà tôi cảm thấy rất là cay nha, không phải riêng các bạn cay đâu, là cay đâu, nó bị bốc mồm các bạn. Cay phải đái à. Thật sự là cái lúc mà tôi bắt đầu tôi quay á thì tôi đã, các bạn ơi đừng cheat nha, đừng cheat nha, có cheat đi nữa thì chỉ dùng lệnh TB thôi. Tại vì á, căn bản là Hero Team hay bị mù đường các bạn ạ. À, nói chút xíu là quên à, đâm ra là mình phải cho họ mở cái cheat ra để họ TB đấy. Và thằng cay nó dùng cái đấy để nó làm game mốc một luôn, hơi bị cay nên mà đâm ra những video sinh tồn tiếp sau ấy, tôi hứa với anh em tôi không mời cay go nữa đâu, thề cay vãi chuối à. Đấy thì cái video đấy và những cái plugin đấy tôi đã phải mày mò, tôi tìm, tôi tạo server và tôi mua, bỏ tiền ra tôi mua cái plugin của những cái YouTuber, của Dream, của những người khác nữa để tôi làm, tôi chơi. Và sau đó thì có rất nhiều bạn vào comment kiểu mày ăn cắp chất xám này, thằng này làm video công nghiệp này, thằng này làm video ăn cắp map của người ta này. Thật sự là tôi không hiểu, tại vì nếu như mà thực sự là tôi ăn cắp map hay là tôi làm gì ấy, thì cái việc mà Dream cho mình mua một cái login là sai, thì sau này mình sẽ không làm nữa, mình sẽ không mua những cái login đó để mình có thể gọi là quay video nữa, mà mình sẽ quay video theo một hướng khác. Nhưng mà mình vẫn không hiểu là tại sao mình bỏ tiền ra mình mua và vẫn bị gọi là một thằng ăn cắp. Thật sự thì Dream có bán ấy, Dream có bán ở trên Patreon, tôi đã mò rất là nhiều, tôi mò cái trang Patreon của Dream á, chính trang Patreon của Dream nha, không phải là tôi mua lậu ở bên ngoài đâu, chính trang Patreon của Dream luôn. Tôi vào tôi bỏ tiền ra để tôi mua những cái login, những cái map của Dream để tôi quay tôi chơi. Và thậm chí là bây giờ tôi còn rất là nhiều cái login tôi cũng chưa có quay, nhưng mà bây giờ chắc là tôi không dám quay đâu, tại vì bỏ tiền ra mua xong rồi toàn bị các bạn bảo ăn cắp map các thứ không, mà đâm ra cũng hơi buồn. Bạn nào nói không buồn là xạo, tôi buồn lắm, tôi cực kỳ buồn luôn. Nhưng mà nốt hôm nay thôi, video hôm nay là video tâm sự mà, và nốt hôm nay mình sẽ đem cái điều tiêu cực, mình sẽ rải cái điều tiêu cực của mình đến các bạn nốt video hôm nay. Video sau mình sẽ không nói về cái vấn đề này nữa. Thật sự là có những cái mà mình sai thì mình sẽ xin lỗi, nhưng có những cái mà mình không sai thì mình không xin lỗi được. Tại vì có những cái mà mình không sai thì mình chỉ nghe để mình biết là ừ sau này mình không nên làm những cái đấy mà thôi. Thật ra có rất là nhiều bạn nói những cái điều mà tôi không có làm, và tôi nghe để chơi vui vậy á. Nhưng mà nghe xong thì tôi rút kinh nghiệm để lần sau không bị dính.
Còn có những cái mà các bạn nói mà đúng là tôi làm sai thật thì tôi sẽ nhận, thật sự tôi sẽ nhận đấy. Ok. Và còn một cái nữa mà cái này mà chắc tôi nghĩ là sai thật, tại vì hồi trước tôi có làm một cái, tôi có đi comment dạo, hồi trước tôi đem cái kênh gọi là khác là Siro, tôi đi comment dạo, tôi cũng không tin được là bây giờ cái comment đó của tôi nó nổi tiếng luôn anh em ạ. À, cái comment đó của tôi lên lên cả fanpage Facebook luôn nè. À, đó là cái comment gì ta, à, cái số tuổi gì đó, ừ, rất là nhiều bạn comment đi nhái lại trên kênh của tôi luôn. Thật sự cái đó là nó như thế này nè, à, cái comment đó là tôi đang ghép một cái ông anti fan, anh hiểu không, một cái ông anti fan. Cái câu mà cái ông anti fan đó nói là cái gì tôi cũng không nhớ. Nhưng mà nếu như mà xét về cái độ tuổi phương diện là độ tuổi á, thì độ tuổi của cái ông đấy non vãi đái à. Tại vì căn bản là không có thằng nào mà gọi là lớn tuổi lớn đầu rồi mà đi comment theo kiểu đấy hết. Và tôi comment vào đấy, và sau đó thì lại một ông khác comment vào thì nói cái câu mà mấy bữa nay mà các bạn nói là trước thời giải phóng ấy. Ừ, và thật sự là tôi không nhận được thông báo từ cái comment đấy, không nhận được. Chứ thật sự mà tôi nhận được thông báo thì thật sự là nếu thật sự mà chú sinh ra trước thời giải phóng mà chú comment vào kênh YouTube của một thằng bất ư thì khác nào đầu chú hai màu tóc rồi chú vẫn đi chấp thành trẻ trâu. Thật sự con vẫn còn trẻ trâu lắm, con năm nay mới có 20 mấy tuổi à, trẻ trâu lắm, chưa có vợ chưa có gia đình hết, cái suy nghĩ con còn nông cạn lắm đấy. Và mấy ông làm nhai rất là nhiều, mà nhai nhiều vậy tôi không có, tôi cảm giác kiểu nhiều ông tìm một kênh YouTube của tôi quá ta, hèn chi mấy nay kênh HR của tôi nhiều view quá đái à. Ban đầu là mình làm YouTube HR thôi mình đâu có view đâu, mấy bạn đây làm bảo bạn coi quá trời luôn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái này nó cũng sẽ là một cái rút kinh nghiệm cho mình, lần sau mình không đi comment dạo nữa. Thề với bạn chứ đến với cái tầm của tôi hiện tại rồi, comment một cái thôi là bị cáp lại là xong rồi đó, là bị bắt đầu bị bê đi rồi đó. Thành ra là cái này có lẽ một sẽ là một cái rút kinh nghiệm của tôi, mốt không đi comment dạo nữa và uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Ok. Thật ra thì cái comment đó của tôi nó cũng hơi quá đáng so với các bạn kia thật. Thì còn về cái comment mà trước thời giải phóng thì thật sự là tôi không nhận được cái thông báo về comment đó để mà tôi rep lại luôn á. Thật ra là nói chung là chuyện cũng đã rồi. Thì các bạn nào mà muốn qua kênh của tôi soi tiếp thì các bạn hãy làm tiếp. Bởi vì thật sự cái đấy thì tôi không biết sao nữa anh em. Bây giờ cái cuộc đời của tôi thì nó xáo trộn lắm, nhưng mà thôi không sao, có các bạn ở đây là được rồi. Thì tôi nghĩ là chắc là vài ngày nữa thì nó sẽ qua. Mấy bữa nay thì hơi stress một chút vì cái vấn đề là trước thời giải phóng đó, và một số vấn đề về dream, về ăn cắp map, cái thứ ý tưởng thì đấy, thì là những vấn đề đấy. Và sắp tới thì mình nghĩ khi mà cái tâm lý của mình ổn định lại rồi thì mình sẽ quay trở lại mình làm việc bình thường, mình sẽ nghĩ ra những cái mới hơn. Và sắp tới sẽ có một series khá là hay, mình mong là các bạn sẽ đón xem cái series đấy. Ok, và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn nào muốn đặt câu hỏi cho Rô thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube của Shido Official để Shido có động lực làm những video hay hơn. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Bye bye.